Đúng giờ ngọ, 12 giờ trưa nay, mùng 5 tháng 5 âm lịch, hàng ngàn người dân phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã đổ ra bãi biển Sa Huỳnh để tắm, đi cả gia đình, đi cả xóm. Cái cúng xong rồi là các em ăn uống đồ xong rồi là các lại đi tắm, là như mình đi xả xui, xả xối vậy đó. Em là từ hồi sinh cha sinh mẹ em ra là từ hồi giờ là em 34 tuổi. Nói là mới tới bây giờ là cứ năm nào cũng vậy. Nói là cứ hằng lễ tới mùng 5 tháng 5 là ngày này là phải cúng ông bà rồi xem xưa rồi là gia đình kế nhà xuống để xả xui cho một nửa năm trước bây giờ xả xui hết. Tắm xem là thấy cho người nó phía tháng nó vui vẻ. Người dân Sa Huỳnh quan niệm ra biển tắm đúng vào giờ ngọ trưa mùng 5 tháng 5 thì những xui xẻo trong cuộc sống sẽ được nước biển gột rửa mang đi. Cũng có nhiều ý nghĩa khác liên quan đến tục tắm biển trưa Tết Quan Ngọ mà nhiều người dân truyền tay nhau nhiều thế hệ. Tôi là tôi thật sự năm nay là 75 tuổi rồi. Ông cha tôi truyền lại là đúng hễ mùng 5 đúng 12 giờ là ra biển đây tắm để nước lên mặt trời nháy 7 cái. Để cho hàng năm cho từ đây mới tới Tết là khó đeo mát nữa. Ngoài những quan niệm dân gian, điều mà nhiều người chắc chắn cảm nhận được là niềm vui và hạnh phúc khi cùng gia đình tắm biển chung trong ngày Tết Đoan Ngọ. Như mấy năm 12 giờ em với gia đình cũng xuống tắm để xả xui như người ta thôi. Tắm biển trưa ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch đã có từ lâu đời ở bãi biển Sa Huỳnh và cứ năm sau thu hút đông người hơn năm trước. Những điều ước mong cho cuộc sống tốt đẹp cứ truyền tay nhau. 12 giờ trưa mùng 5 tháng 5 là thời điểm thủy triều lên cao nhất trong năm. Tắm biển vào giờ này, ngày này thì cơ thể và tâm hồn con người thêm sạch sẽ, tốt đẹp hơn. Quan niệm dân gian cũng góp thêm cho cuộc sống thêm tươi mới.